皆さん、こんにちは。私はイエンと申します。今は日本に住んでいます。これから日本語を勉強しましょう。Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Yến. Hiện tại thì mình đang sống ở Nhật. Và hôm nay thì mình làm video này để giúp các bạn mà mới bắt đầu học tiếng Nhật có thể tiếp cận một cách nhanh nhất với tiếng Nhật. Đầu tiên thì chúng ta sẽ học bảng chữ cái Hiragana. Và trước khi học bảng chữ cái Hiragana thì chúng ta sẽ sơ đồ qua về các loại chữ trong tiếng Nhật. Thứ nhất là trong tiếng Nhật thì có Hiragana hay còn gọi là chữ mềm. Đây là loại chữ mà thông dụng nhất trong tiếng Nhật. Thứ hai là Katakana hay còn gọi là chữ cứng. Cái loại chữ này thì dùng để phiên âm các từ ngoại lai hoặc là tên của chúng ta đều dùng Katakana. Tiếp theo là Kanji hay còn gọi là Hán tự. Và cuối cùng là Romanji. Romanji thì giúp cho chúng ta có thể đọc được tiếng Nhật ngay từ khi mà chúng ta bắt đầu học tiếng Nhật một cách dễ dàng hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ học 5 nguyên âm trong bảng chữ cái Hiragana. Đó chính là A, I, U, E, O. Chữ cái thứ nhất, A. Chữ A thì bao gồm 3 led. Led thứ nhất ạ. Led thứ hai. Led thứ ba, chúng ta được chữ A và đọc là A. Chúng ta có từ, ví dụ như chúng ta sẽ có từ Akai, có nghĩa là màu đỏ. Từ thứ hai, I. I thì bao gồm 2 led. Led thứ nhất ạ. Chúng ta hất lên một chút để cho chữ đẹp hơn. Led thứ hai, chúng ta được chữ I. Ví dụ như chúng ta có từ Ie, có nghĩa là ngôi nhà. Chữ thứ ba, chữ U. Chữ U thì bao gồm 2 led. Led thứ nhất giống như là dấu huyền trong tiếng Việt của chúng ta. Led thứ hai là lửa hình trái tim ạ. Chúng ta đã được chữ ư. Và ví dụ cho chúng ta cũng có từ ư chi. Ư chi cũng có nghĩa là ngôi nhà. Và từ thứ tư là chữ e. E thì bao gồm 2 led. Led đầu tiên cũng giống như là dấu huyền trong tiếng Việt của chúng ta. Và led thứ hai, chúng ta được chữ E. Chỉ cần một chữ E không, chúng ta sẽ có một từ có nghĩa là bức tranh. Từ cuối cùng là chữ O. Chữ O thì bao gồm 3 led. Led thứ nhất ạ, led thứ hai và led thứ ba. Ví dụ như chúng ta sẽ có từ ôi, có nghĩa là nhiều ạ. Chúng ta sẽ học 5 chữ cái tiếp theo. Đó chính là ka, ki, ku, ke, ko. Chữ ka thì bao gồm 3 led. Led thứ nhất, led thứ hai, led thứ ba. Ví dụ như chúng ta sẽ có từ ka, có nghĩa là con muỗi. Chữ tiếp theo là chữ ki. Chữ ki thì bao gồm 4 led. Led thứ nhất, led thứ hai, led thứ ba và led thứ tư. Ví dụ như chúng ta sẽ có từ ki kai. Ki kai có nghĩa là cơ hội. Chữ tiếp theo là chữ cư. Chữ cư thì bao gồm 1 led duy nhất ạ. Chúng ta đã được chữ cư. Ví dụ như chúng ta sẽ có từ cư nỉ, có nghĩa là đất nước. Chữ tiếp theo là chữ kê. Chữ kê thì bao gồm 3 led. Led thứ nhất, led thứ hai, led thứ ba. Ví dụ như chúng ta sẽ có từ kền. Có nghĩa là thanh kiếm. Chữ thứ năm là chữ cô. Chữ cô thì bao gồm 2 led. Led thứ nhất, led thứ hai. Ví dụ chúng ta sẽ có từ cồi.
Từ côi có nghĩa là đậm. Chúng ta sẽ đi hàng tiếp theo nhé. Đó chính là hàng xà, bao gồm xà, xì, sư, xê, sổ. Chữ đầu tiên là chữ xà. Chữ xà thì bao gồm 3 nét. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Chúng ta đọc chữ xa đúng không ạ? Ví dụ chúng ta sẽ có tờ sai gồ. Sai gồ có nghĩa là cuối cùng. Chữ tiếp theo là chữ si. Chữ si chỉ bao gồm một nét. Chúng ta kéo xuống và hất lên. Chúng ta sẽ được chữ si. Ví dụ chúng ta sẽ có từ simbol. Simbol có nghĩa là báo. Chữ tiếp theo là chữ sư. Chữ sư thì bao gồm hai nét. Nét thứ nhất, nét thứ hai. Các bạn có nhìn rõ không ạ? Ví dụ như chúng ta sẽ có từ sư sì. Sushi là một món ăn rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Chữ thứ tư là chữ C. Chữ C thì bao gồm 3 nét. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Ví dụ như chúng ta sẽ có từ Sekai. Sekai có nghĩa là thế giới. Và chữ thứ năm là chữ So. Chữ sô thì bao gồm một nét. Chúng ta viết như thế này ạ. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Mình sẽ viết lại một lần nữa nhé. Ví dụ như chúng ta sẽ có từ sô bà, mì sô bà. Bây giờ chúng ta sẽ đi học hàng tiếp theo. Đó chính là hàng tà, bao gồm ta, chi, chữ, tê và tổ. Chữ đầu tiên là chữ ta. Chữ ta thì bao gồm 4 nét. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Chúng ta sẽ được chữ ta. Với chữ ta này chúng ta sẽ có từ ta tôi ẻ bà. Và tôi và có nghĩa là ví dụ. Chữ tiếp theo là chữ chi. Chữ chi chỉ bao gồm 2 nét. Nét thứ nhất và nét thứ hai. Chúng ta sẽ được chữ chi. Với chữ chi này chúng ta sẽ có từ chi dự. Chi dự có nghĩa là bản đồ. Chữ thứ ba là chữ chữ. Chữ chữ thì bao gồm 1 nét. Các bạn có nhìn rõ không ạ? Chúng ta sẽ viết lại một lần nữa nhé. Với chữ chữ này chúng ta sẽ có từ chữ ghi. Chữ ghi có nghĩa là tiếp theo. Chữ thứ tư là chữ T. Chữ T thì bao gồm 1 nét. Các bạn nhìn rõ không ạ? Và với chữ T này chúng ta sẽ có từ tê chô. Tê chô là quyển sổ tay. Và chữ thứ năm là chữ tô. Chữ tô thì bao gồm 2 nét. Nét thứ nhất, nét thứ hai. Ví dụ như chúng ta sẽ có từ Tokyo. Tokyo là một thành phố rất là nổi tiếng của Nhật Bản đúng không ạ? Tạm thời thì hôm nay chúng ta sẽ dừng tại đây nhé. Và phần còn lại của bảng chữ cái Hiragana thì chúng ta sẽ gặp nhau ở video tiếp theo. Mong các bạn hãy đón xem video của mình. Xin chào các bạn.